Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tại sao họ quyết hạ Nguyễn Đức Chung, tin nội chính. Vụ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để điều tra làm rõ vụ việc liên quan tới 3 vụ án đang là tâm điểm của sự chú ý. Tác giả CCB, một đảng viên của Đảng Cộng sản từ Hà Nội có bài bình luận gửi đến Thời báo.de với nội dung như sau. Dư luận đang nêu ra hai lý do mà ông Chung bị họ hạ. Đó là trước tiên, Nguyễn Đức Chung đang được coi là Chủ tịch Hà Nội nổi trội nhất trong khoảng hơn 30 năm trở lại đây, với hàng loạt chiến tích không thể phủ nhận như một là đầu tư nước ngoài vào Hà Nội trong 4 năm bằng hơn 20 năm trước cộng lại. Đây là hình ảnh biên bản bên trái là văn bản vào ngày 11 tháng 8 chỉ đạo xử Nguyễn Đức Chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hai là văn hóa ứng xử của người Hà Nội đang dần được khôi phục, trật tự giao thông tốt hơn nhiều và trật tự đô thị cũng được cơ bản tái lập, môi trường xanh sạch đẹp được thấy rõ nét. Nhiều dự án lớn về giao thông đã được triển khai quyết liệt và sắp hoàn thành, thu ngân sách nội địa sắp gần bằng thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà Nguyễn Đức Chung đã được Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vừa rồi tín nhiệm giới thiệu vào Ủy viên Bộ Chính trị với phiếu khá cao, và theo nhiều nguồn tin thì Nguyễn Đức Chung sẽ về thay ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm ngày càng bị nhiều cán bộ lão thành và các cán bộ công an phản ứng vì bộc lộ rõ quan điểm thân tàu trong việc cải tổ bộ máy công an theo đúng mô hình của Trung Quốc, đặc biệt là xóa đi Tổng cục Tình báo, nghĩa là vô hiệu hóa sức mạnh của Bộ Công an trong việc phòng thủ, gián điệp và quan trọng nhất là những gián điệp từ Trung Quốc. Tô Lâm mặc dù được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ hết mình và sử dụng làm công cụ đắc lực để thẳng tay đàn áp đồng chí đồng đội của mình, nhưng ngày càng mọi người càng nhìn thấy bản chất thật của con người này. Chính vì thế, Tô Lâm quyết phải vùi dập bằng được Nguyễn Đức Chung. Thứ hai nữa là phe thân tàu trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang thắng thế. Họ đã thắng trong Đại hội Đảng lần thứ 12 của khóa trước bằng cách loại ra khỏi chính trường ông Nguyễn Tân Dũng và tiếp theo là loại ra khỏi bộ máy tất cả những ai có uy tín trong dân nhưng không thân tàu như Đinh La Thăng, Nguyễn Bá Thanh, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến là những ví dụ cụ thể. Nguyễn Đức Chung hiện nay cũng là người không thích tàu. Bằng chứng là trong gần 5 năm qua, Trung Quốc không có được một dự án lớn nào ở Hà Nội. Cho nên, việc loại Nguyễn Đức Chung là một kế hoạch do tình báo Hoa Nam sắp đặt. Mà nếu đúng như thế, thì con đường tiếp theo của ông Chung chắc chắn là trại giam. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay. Có một điều ghê sợ là chính cơ quan điều tra đã sử dụng báo chí bằng cách lén lút cung cấp tài liệu cho báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và một số cây bút có tên trên mạng xã hội viết dọn đường. Cái trò bẩn thỉu này, tướng Nguyễn Việt Thành đã từng sử dụng và thành công trong vụ án Nam Cam. Trong công an Việt Nam có một thủ đoạn rất phổ biến là mượn vụ án để trả thù cá nhân. Vụ Nam Cam ngày xưa, Nguyễn Việt Thành đã dùng để hại tướng Nam Huy, hay vụ PMU-18, tướng Cao Ngọc Oánh cũng bị vạ lây. Chính những buổi bút mạng này đã tung tin ông Chung bị bệnh nặng hoặc đã tự tử không thành. Nhưng thực tế, Nguyễn Đức Chung đang vẫn rất khỏe. Tất nhiên, tâm trạng có buồn, cay đắng, thất vọng. Và dường như Nguyễn Đức Chung cũng đã đọc được những suy nghĩ của họ và chuẩn bị cho mình tâm thế, chiến đấu đến cùng. Tác giả CPP đã đưa ra kết luận trong bài viết gửi cho tờ Thời báo.de về tin đồn Nguyễn Đức Chung tự sát hay bị đầu độc. Còn tác giả Lê Văn Đoành thì có bài bình luận trên trang báo Tiếng Dân như sau. Mấy ngày qua, dư luận rộ lên những thông tin đồn đoán rằng có thể cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, đã bị đầu độc hoặc ông ta tự sát bất thành. Hiện đang nằm viện và bị quản thúc bởi một rừng cảnh sát mật vụ đang canh gác sát sao. Ở Việt Nam, từ sau năm 1945 cho đến nay, có rất nhiều cái chết bí ẩn đầy nghi hoặc mãi mãi được phủ bởi lớp sương mù như tướng Nguyễn Bình, đại biểu Quốc hội, Dương Bạch Mai, đại tướng Hoàn Văn Thái, đại tướng Lê Trọng Tấn, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đình Tứ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đào Trọng Lịch, Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên hoặc là trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh hoặc là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trở lại câu chuyện của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hiện Hà Nội, hiện là tin đồn lan tỏa lên các mạng xã hội, thực hư câu chuyện này ra sao? Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao huân chương hữu nghị cho giáo sư Larry ngày 17 tháng 3 năm 2017. Vào năm 2015, khi đang giữ chức giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã phát bệnh ung thư đại tràng. Qua giới thiệu một vị giáo sư y khoa, ông Chung sang Pháp điều trị. Người trực tiếp chữa bệnh cho ông Chung là giáo sư Larry, bác sĩ khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Đại học Civil Pháp, một bác sĩ lừng danh về phẫu thuật nội soi tiêu hóa.
vào năm 2016, sau khi lên làm Chủ tịch Hà Nội vào Trung ương khóa 12, ông Trung có mời giáo sư Lori tư vấn và giúp đỡ thành phố Hà Nội hoàn thành trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đạt chuẩn quốc tế. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1223 vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Kể từ đó, Trung con suy sụp tinh thần, nhiều hôm bỏ ăn, mất ngủ, dẫn đến bệnh tình tái phát. Nguyễn Đức Trung được gia đình đưa đến nhập viện tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an để điều trị. Đến nay, sức khỏe Trung con tạm ổn và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an. Bản thân ông Trung cũng nhiều năm công tác trong cơ quan pháp luật và tiếp cận với thượng tầng chính trị, nên ông ta hiểu rõ luật chơi hơn ai hết. Ông Trung hiểu rằng chuyện chính trị Việt Nam khi đã ở bên thua cuộc thì quyết định khôn ngoan nhất là cúi đầu, thành khẩn, nhận tội. Hơn nữa, với ông Nguyễn Đức Trung, bây giờ nếu như muốn tìm được cái chết là điều cực khó, khó hơn gấp nhiều lần ông Trung con muốn sống, bởi vì người ta muốn ông Trung con phải sống để nhận hồi kết, còn nếu muốn thủ tiêu ông ta thì dễ như trở bàn tay. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được cho rằng đã bị nhiễm xạ AES trước khi chết. Theo thông tin của trang Chân dung Quyền lực với nhiều tình tiết bám sát quá trình nhiễm bệnh và cái chết của ông vào hồi năm 2015. Và cũng xin được nhắc lại, vào đầu năm 2014, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đang khỏe như vâm, chỉ một lời khai của Dương Chí Dũng là phải trốn vào viện và một tháng sau thì chết đúng quy trình. Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh cẩn trọng và lão luyện đến ghê người. Ra Hà Nội nhậm chức, ông ta không dám ăn bất kỳ thứ gì ở Hà Thành. Từ lái xe, đầu bếp, nhu yếu phẩm, gạo, cơm, thịt, cá, mắm, muối, gia vị, ông Bá Thanh đều cho người mang từ Đà Nẵng ra. Vậy mà, sơ sẩy chỉ trong lần xuất ngoại vào cuối năm 2013, ông Bá Thanh được cho rằng đã bị nhiễm phóng xạ AES nặng đến nỗi y học bó tay. Trong một diễn biến khác, thời gian gần đây, trước thềm đại hội đảng bộ thành phố hướng tới đại hội lần thứ 13, nhiều quan chức lập tức đã đổ bệnh, lăn đùng ra chết bất thường. Trong đó có Phạm Thanh Tùng. Ông Tùng sinh ngày 1 tháng 5 năm 1968, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 2020, không lâu sau khi người đồng hương là Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng bị kỷ luật và phế truất, ông Tùng thấy khó chịu, hồi hộp và đổ gục xuống, đột quỵ ngay tại bàn làm việc. Ông Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, sau đó ngay trong đêm chuyển ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Ông rơi vào hôn mê sâu và chết vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Dư luận Quảng Ngãi đã xôn xao, bàn tán, nghi vấn đây là một vụ hạ độc thủ để tranh giành quyền lực. Một nhân vật khác là ông Hoàng Xuân Đán, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974, quê Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông Đán được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, từ sáng đến trưa, ông làm việc bình thường, vui vẻ. Sau bữa ăn trưa, ngay tại cơ quan, ông dắt xe ra về, đi được một đoạn thì lảo đảo và gục xuống chết. Tất nhiên, nhanh chóng có giám định tử vong với nguyên nhân nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ. Còn nhớ vào năm 2016, tiếng súng Yên Bái đã làm cả nước chấn động khi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đều bị bắn chết khi vừa nhậm chức sau đại hội lần thứ 12. Thủ phạm được cho là ông Đỗ Cường Minh, phu quân của người đẹp Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã kết luận rằng tiến sĩ Bùi Quang Tín đã trèo qua lan can và tự ngã từ lầu 14 xuống đất để chết. Lần này dư luận lại đặt câu hỏi ai đã giết ông Hoàng Xuân Đán. Một cái chết đáng chú ý gần đây là Phan Chí Quang, sinh năm 1979, quê ở thành phố Bạc Liêu. Ông Quang từ trưởng phòng tài chính doanh nghiệp lên vị trí phó giám đốc sở tài chính tỉnh Bạc Liêu. Tối ngày 21 tháng 8 năm 2020, ông Quang có khách ăn uống với bạn rồi về nhà riêng ở phường 1, thành phố Bạc Liêu để ngủ. Rạng sáng ngày 22 tháng 8, người nhà phát hiện ông Quang nằm bất động nên gọi đi cấp cứu. Bác sĩ đến kiểm tra xác định ông Quang đã tử vong. Nghi ngờ về cái chết của chồng, vợ ông Quang yêu cầu cơ quan điều tra giải phẫu tử thi để giám định. Rất nhanh, kết quả công bố ngày hôm sau, ông Quang chết do trúng gió. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 của Đảng ở Việt Nam đang đến gần. Ở thượng tầng chưa thấy những cú đoạt mạng chấn động ghê hồn nào, trong khi đó ở các cấp thấp hơn, các cuộc tranh giành quyền lực đã trở nên đẫm máu. Mặc cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chức tước chỉ là phù du, nhưng các học trò xuất sắc của chủ nghĩa Mác Lênin
vẫn quyết tranh giành cho bằng được những chiếc ghế tiền tài danh vọng. Ở đó đã xảy ra những diễn biến đầy kịch tính. Họ không từ bỏ bất kỳ mưu mô và thủ đoạn nào, sẵn sàng triệt hạ đối thủ của mình cho bằng được. Nhà báo Lê Vân Đoành đã đưa ra kết luận như vậy. Cũng về chuyện đấu đá nội bộ liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, còn gọi là Chung Con, trang Nhật ký Yêu Nước có bài bình luận "Những thế lực đang hạ bệ Chung Con". Bài báo này đã mô tả Chung Con có nhiều kẻ thù. Tuy nhiên, các thế lực đang hợp sức đánh ông ta hiện nay nổi lên có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm ban nội chính của Phan Đình Trạc, thứ hai là nhóm của Tư Sang, thứ ba là nhóm Nghệ Tĩnh, thứ tư là nhóm của Bộ Công an. Dù 4 nhóm tấn công Nguyễn Đức Chung, nhưng về cơ bản là hai phe, phe Nghệ Tĩnh và phe Bộ Công an. Tư Sang và Phan Đình Trạc dùng các nguồn lực, sức ảnh hưởng từ vị trí của mình để đánh Nguyễn Đức Chung. Nhưng thực chất hai thế lực này nằm trong phe Nghệ Tĩnh, một thế lực khủng nhất trong bộ máy chính trị hiện nay. Trương Tấn Sang ở Long An nhưng vốn quê gốc ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trong khi đó, phe Bộ Công an dưới ngọn cờ của Tô Lâm và Nguyễn Duy Ngọc thì có nhiều ân oán với Chung từ thời làm tướng công an. Và các phe hợp sức đánh Nguyễn Đức Chung chí tử nhằm tạo ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự cho đại hội lần thứ 13 tới đây. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây đã xuất hiện với hình ảnh đi không vững khiến nhiều người phải đỡ. Trong phiên bỏ phiếu sơ bộ tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vào hồi tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung có số tín nhiệm cực cao mà cái đích nhắm tới là Bộ trưởng Bộ Công an. Theo phe Nghệ Tĩnh, muốn ông Phan Đình Trạc giữ vị trí quyền lực này. Trong khi đó, các tướng lĩnh Bộ Công an thì không muốn Chung Con ngồi lên đầu mình. Điển hình là tướng Ngọc, nếu Chung phải làm bộ trưởng thì xem như sự nghiệp chính trị của Ngọc chấm dứt. Chính vì tương lai chính trị của Chung Con quá sáng lạn như thế, nên sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12, các phe mới hợp sức đánh dữ dội để hạ bằng được Chung, đòn chí tử là bắt thư ký và lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Và cuộc thanh trừng này không mang dấu ấn của Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên ông Trọng đồng ý về mặt chủ trương và bật đèn xanh cho phe Nghệ Tĩnh thịt Chung Con. Một điều rất buồn với ông Nguyễn Phú Trọng đó là việc mặc dù sinh ra ở Hà Nội, được ví như sĩ phu Bắc Hà, thế nhưng những lúc đỉnh cao sự nghiệp chính trị, ông ta lại Nghệ Tĩnh hóa bộ máy lãnh đạo của mình. Thời ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền thì phe Nghệ Tĩnh đã nổi lên như cồn với số lượng ủy viên trung ương, tướng tá áp đảo. Lý do chính là Nguyễn Phú Trọng quá tin tưởng vào cố vấn đầy quyền lực Hồ Mẫu Ngoặt, quê gốc Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhiều người cho rằng ông Chung Con phải trả giá đắt vì có sân sau là Nhật Cường hoặc là vụ sông Tô Lịch hoặc là nước sông Đuống. Nhưng thực chất nhận định như vậy có lẽ là do ít hiểu biết về cách vận hành của bộ máy chính trị tại Việt Nam. Chung Con hẳn nhiên là có sai phạm. Tuy nhiên, nếu chú ý sẽ thấy rằng những sai phạm của ông ta là điển hình của tuyệt đại đa số các lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nếu Chung bị khởi tố hình sự vì những kẻ như Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh hoặc là Triệu Tài Vinh ở Hà Giang hoặc là Trà Quý ở Yên Bái thì cần bị đưa ra lên đoạn đầu đài. Nhưng không, những kẻ này đã bình an vô sự, nghiêm nhiên đứng cạnh chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Và hệ thống chính trị này có kẻ nào thăng tiến mà không có sân sau, không đút lót, không nhận hối lộ? Thậm chí ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải cay đắng thừa nhận rằng có ông có 14-15 cái sân sau, tôi biết hết. Nên gọi đúng tên cú ngã ngựa của Nguyễn Đức Chung là cuộc thanh trừng nội bộ, là cuộc chiến ngoạn mục của phe Nghệ Tĩnh, đừng nhân danh động cơ cao đẹp là chống tham nhũng. Trang Nhật ký Yêu Nước đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, 27 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tại sao họ quyết giết Nguyễn Đức Chung, tin nội chính. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.